Mình chào chị và các bạn, rất vui gặp lại chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là cuối tuần thì mình đang có mặt tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trong video mới ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tham quan và trải nghiệm và chia sẻ một khu du lịch sinh thái, một vườn trái cây rất nổi tiếng tại huyện Châu Thành này, đó là khu du lịch sinh thái Bảo Thạch nha các bạn. Nào, xin mời các bạn hãy cùng mình đồng hành và tham quan trải nghiệm khu du lịch sinh thái này nhé. Khu du lịch sinh thái Bảo Thạch này thì cách thành phố Bến Tre khoảng 23 km nha các bạn, và cách cầu Gạch Miễu 22 km nếu anh chị và các bạn nào có đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh xuống, và cách phà Tân Phú khoảng 5 km nha các bạn nếu đi hướng từ Chợ Lách lên. Thì đây là con đường dẫn vào bên trong của khu du lịch sinh thái Bảo Thạch này các bạn. Khi đến đây thì chúng ta có thể, nếu đi ô tô thì chúng ta để xe ở ngoài đường quốc lộ 57B thì sẽ được xe ngựa di chuyển và chở chúng ta vào khu du lịch sinh thái này. Mình thì mình đi bằng xe máy cho nên mình đi trực tiếp vào khu du lịch này luôn. Nào, xin mời các bạn hãy cùng mình tiến vào bên trong khu du lịch sinh thái này để khám phá và trải nghiệm cùng mình nhé. Đây là trước cổng của khu du lịch lối vào này các bạn. Để xe đâu được anh? Dạ, em chào anh chị. Dạ, để. Anh đi chung đoàn này luôn hả? Không không, em đi lẻ riêng. Anh chị có đi có hai người phải không? Dạ, em mời vô đây đây anh. Uống cùng Bán đây là bán dây chuyên mang đây quý vị. Đây là bây giờ nó được bị bệnh mặt nhau bao tử á, mình ăn cái dây chuyên mang này nè, trước là bỏ không tại cho bao tử mà nghe nói ra cái hộp của nó nướng ha, ăn bị nhức mỏi á. Dạ. Quý vị có khi nào đi á, quý vị bảo thật nè, xin cái hộp về nhà cái sân thượng có một cái chậu hương lên và chậu cái mình ăn tỷ bao tử rất là hay. Dạ. Nha. Rồi còn qua đây là con bỏ quốc gia đi luôn nè, ăn cái này á là phải không mặt nha, một năm nó có mùa rất là ngọt, ngọt như mật vậy, cái này là không mặt. Dạ, trái to quá hả chị ha? Dạ, trái rất là to, rồi cho bỏ thành cái lại có ha, còn con bon bon rất là nhiều ở cái cây nha, tới đây là ba bụng ăn từ sáng tới chiều. Dạ rồi. Dạ. Được ăn trái cây thoải mái luôn các bạn. Thì vào đây thì ăn mưa. Không lo không về. 10 mâm cũng được. 10 mâm, 20 mâm cũng được. Sáng cho ăn 7 giờ tối đi ra. Dạ rồi. Là ăn ngũ quả cho các bạn. Quá tuyệt vời. Mâm này được, các bạn bưng mâm khác nữa vẫn được. Quá tuyệt vời. Cái nước ngọt rồi, nguyên chai vậy, nguyên chai bự gì mình ra mình rót vô phích mình uống chị. Một ca xà đá với ca nước ngọt. Qua khu nó có 2 ca dưa. Lấy mình để cho người ta đi, cho cái gì để đi. Rồi ấp đi. Rồi ok. Rồi để anh mời chị xem đây. Rồi theo anh luôn. Khi vào vườn thì mình được anh em quản lý ở đây đón tiếp rất là nồng hậu luôn các bạn. Sẽ dẫn chúng ta đi vào tận bàn phía bên trong luôn các bạn. Cùng với một cái mâm trái cây. Nên khu viên phía bên trong vườn nè các bạn. Quá là mát mẻ luôn. Rồi. Mát quá. Em mời anh chị ngồi đây. Bàn này ha. Rồi ok. Rồi. Mâm trái cây. Cũng như là mình ăn bao nhiêu cái thì được hết nha. Dạ. Còn võng nằm ở khu vườn. Khu vực này được ha. Dạ, được rồi, được. Okay. Ở đây nằm. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ dạ rồi, dạ. Để em lấy nước qua cho anh chị. Rồi. Thế khi nào cần ăn thì em báo. Dạ. Dạ. Rồi khi nào mà các bạn. Nước đâu không? Như là dạ, anh chị nói giờ thì em tặng cháu gà nhưng mà anh chị ăn rồi cái báo em làm nha. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi. Dạ. Dạ.
chiếc kê rồi. Nước uống luôn. Có đi thì đi bảo thạch, tất cả là đều bao bụng hết. Bây giờ anh này là mới vô cái chỗ ăn buffet thôi. Rồi hồi ảnh còn đi giường nữa. Thì ảnh đi mua là cái vé là 200 ngàn cho hai người. Là 400 ngàn. Là ví dụ một măng tới cây này ăn không no, anh chị ăn tới 10 măng cũng được. 7 giờ sáng vô ăn, 7 giờ tối ra. Một cái mít này không no thì 10 tái cũng được. Một cái thơm này không no 30 tái cũng được. Rồi còn nước thì Pepsi, tà đá đầy đủ. Thí dụ là anh chị ăn một măng này không no thì kêu nhân viên bưng ra thêm măng nữa. Mình thích cái gì mình lấy cái đó, không ai bắt buộc. Dịch vụ là quá hấp dẫn hết chị ha. Dạ xin lỗi chị, có thể giúp em chị giới thiệu mình tên gì? Dạ em tên Hạnh, là chủ khu du lịch sinh thái Bảo Thạch Bến Tre. Em cũng được biết thì khu du lịch Bảo Thạch của huyện Châu Thành Bến Tre mình cũng nổi tiếng nhiều năm rồi ha. Em nhờ chị tư vấn thêm ở trong này mình có những cái dịch vụ gì để em rất là nhiều gói. Bây giờ để em kể bước một được không anh? Anh có thể cho em nói được không? Dạ rồi nếu mà bước một thì quý khách có đi giường không, giường chôm chôm không tự hái thì tùy mùa dao động từ 40 đến 70 một người. Rồi quý khách muốn về ăn các món mặn thì kêu cái gì tính tiền cái đó, tên dưới 30-40 món mặn. Mình ăn món nào tính tiền món đó. Rồi còn bước hai, quý khách không có đi như vậy thì quý khách là sẽ chọn combo. Combo một là 200 ngàn, ăn được là bao bụng là 12 loại trái cây bao bụng, đi dùng chôm chôm, đi xe ngựa, rồi uống nước Coca Cola, Pepsi, nước lọc, rồi là bao bụng ăn trái cây không, là ăn từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ra, từ nội dung là mùa nào tới nấy. Rồi còn cái bước 2 là mình cũng ăn 12 loại trái cây y vậy, cũng đi xe ngựa trên đường làng. Rồi ăn được là cháo gà, gỏi, cá tươi tượng, chiên xù, tôm gan me, cánh gà chiên nước mắm, là cái gói là 300. Rồi còn cái gói cuối cùng là cái gói 400, là coi như là ăn từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ra. Là cái gói 400 là từ 5 người tới lên thì cả nhà em mới bán nha cả nhà, tại vì ít quá mình bỏ thạch lộ. Cái gói 400 thì mình ăn tới 13, 14 món mặn lận mà có phục vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều luôn. Em kể nha. Cháo gà cộng gỏi, cá tươi tượng chiên xù, bánh xèo Nam Bộ, bánh xèo, cá kho tộ tép mỡ, tôm gan me, quá nhiều món ngon, cánh gà chiên nước mắm, bao tử, khìa nước dừa, gỏi xoài, gỏi ốc, gỏi đu đủ, chân gà hấp hành, đậu hấp cẩm, chiều thì ăn bánh canh bột sắc đồng quê, là ăn trên dưới 14-15 món. Thí dụ mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, nội dung là coi như ăn cả ngày khi bước ra khỏi cổng thôi. Thí dụ mình thích cái món tôm gan me ngon quá 10 dĩa không sao. Cá tươi tượng 10 con không sao. Rồi ăn uống xong rồi người ta dẫn mình đi vườn lâm chôm tự hái. Bảo thạch còn rất là nhiều vườn, coi như là mùa nào tới nấy, vườn vú sữa hoàng kim, và vườn quýt đường, và sắc sữa có vườn táo và vườn thanh tà luôn. Rồi 30 tháng 4 lúc nào cũng bảo thạch cũng bao bụng vườn sầu riêng. Sầu riêng bao bụng ăn tại góc. Rồi cả nhà đi thì trẻ em từ 1 đến 5 tuổi là miễn phí nha cả nhà. Từ 6 đến 10 thì nửa vé, dụ cả nhà bút vé 70 thì trẻ em 35. Rồi coi như bao bụng từ sáng tới chiều, anh này vô quay xong rồi vợ chồng anh ăn xong rồi đi vườn nha cả nhà. Nghe chào cả nhà, nếu mà muốn đi thì Bảo Thạch Tân Phú Châu Thành Bến Tre, số điện thoại là 0968 867 242. 242 nha các bạn. 0968 867 242. Rồi miễn các bạn đi ghé ủng hộ Bảo Thạch nha, chào. Rồi cảm ơn chị rất nhiều nha, chị tư vấn dịch chữa cho khách hàng. Bán em bán là mùa nào tái nấy, ví dụ là tái cây ít quá là em sẽ bớt tiền xuống cho khách. Tự em bớt. Ở đây từ tháng mấy đến tháng mấy là trái cây? Ở bên em là có quanh năm. Quanh năm hả chị? Tết thì quýt đường với vú sữa hoàng kim. Rồi còn chôm chôm á, hiện nay là Bảo Thạch đang chính là 7 miếng dừa. 7 miếng? 7 miếng. Thí dụ quý khách không đi miếng này đi chọn đi miếng kia, miếng kia không đi miếng kia đi miếng nọ. Là coi như là mùa nào tái nấy. Phục vụ quanh năm bây giờ hết. Bây giờ là anh chị ăn mít em sẽ khui mít cho rất anh chị. Rất hân hạnh được chị chủ quán tặng cho mấy cái tặng mít nè, rồi tặng sầu riêng nè. Sầu riêng này sữa hột lép, rồi tái này tái thơm nè. Cái sữa hột lép thì cơm á. Cái này người ta kêu bằng sầu riêng cảm ơn ngày xưa. Cái cơm á thì nó không có vàng mà nó sữa nó béo ngày. Tại
vì mùa này mùa mưa cả cái dưa sáo nó hay bị sượng á anh. Sượng hả chị? Thành thử ra em không có lấy dưa sáo lấy sữa. Wow, mít tú nữ hả chị ha? Dạ, dạ mít này là à, có nhiều người thì kêu tú nữ, rồi có nhiều người kêu mã lai á anh, là đa số. Rồi muối nhìn đã quá, ngon quá. Nè quý khách ơi, ví dụ một tái vậy không no hết quý khách. Thì quý khách có quyền lấy 10 tái, 20 tái, 30 trái vẫn được. Cái quý khách yêu cầu quý khách mua vé rồi lại trong đây bao no, ăn không no không về. Dạ, cảm ơn. Dịch vụ là quá là tuyệt vời luôn chị ơi. Dạ, ai rồi anh chị đi tới đây thấy có hài lòng gì không anh chị? Chứ mắt là em thấy rất là hấp dẫn luôn á chị. Dạ, rất là hấp dẫn anh vậy. Em đi nói chung là du lịch sinh thái cũng nhiều nơi. Dạ. Thấy ở đây dịch vụ như vậy là quá ok luôn rồi đó. Dạ. Dạ. À, chuẩn bị đi trải nghiệm tham quan vườn các bạn ơi, trải nghiệm tham quan vườn trái cây trong một cái hệ thống chuỗi vừa phục vụ du lịch ở gần đây các bạn, chứ không phải là khu vườn này. Trái ngỏ ta, nho hả? Ăn được không đó nha. Dạ dạ. Giống như trái hồng quân vậy á. À, giống lại ha. À. Cái này. Đâu. Đó là ngay chán luôn. Đây là chuẩn bị trải nghiệm đi vườn trái cây nè các bạn ơi. Đó, hai đoàn xe luôn. Đây đi nè, chị ngồi đâu đó? Không, ngựa ra tới đầu đường à. Rồi xe này nó chở đi tới. Nó vậy hả? Xe nào cũng đầy hết rồi. Chứ đủ người chưa? Thôi lên đây đi anh ơi, chị ngồi chạy đâu đó. Ngồi xe lại, ngồi ra ngoài lên xe lại đó. Ủa vậy hả? Ừ. Con ngựa ra tới đầu đường thôi, đi xe khác chứ con ngựa đâu có đi kia. Trời ơi. Ôi lên đây rồi. Nãy tội làm con ngựa của em quá. Rồi không đủ chỗ này có không? Qua bên đó bớt. Đủ chưa đủ. Qua bên đây bớt đi. Anh ngồi đây nữa nè. Hả? Hai người lắm. Ở bãi con hết rồi. Đây nè. Hồi ra tới đầu lộ á cũng đi xe kia hả? Lên tải vậy. Rồi đỡ sao em ra sao. Nó thấy nó nhõng nhõng. Sao được không? Nặng. Nó nhõng bên là kia bên gác là lộn đất luôn. Sao được không? Nặng lắm rồi nha. Đó. Nó nhõng bên. Được không? Được không? Hồi hộp quá. Hồi hộp thiệt chứ. Tội nghiệp ngựa quá à. Rồi. Rồi ok. Chị leo vừa hả? Đó. Ồ. Cân liền ha. Rồi. Ờ nó đi đó, nó dẫn nó đi đường á. Ờ. Xí dài chút rồi, xí dài chút rồi, lăn lên. Tao xích da tao sợ nó nhõng lên á. Lăn dài quá. Ê, trời ơi, trời ơi. Xích da sợ nó nhõng lên. Không sợ đâu. Chứ người ta quay ngồi xe ngựa nó cũng. Ồ, trải nghiệm đi xe ngựa nha. Quá hay luôn. Mấy đứa nhỏ nãy nó sợ rồi. À, có cái con này nó ngồi đi là nó lẽ lắc lư lắm. Nó bắt đầu muốn đi xe ngựa. Nó chạy ngựa này nó đi không nổi, nó đi từ từ. Đi từ từ còn muốn không nổi chạy. Ngựa đi bộ, ngựa đi bộ. Năm mấy ký, người sáu mấy ký, người bảy mấy ký hỏi. Hỏi sao mà. Mồng tơi này sao tím nè. Tím là tím tốt quá. Không. Thường thường á. Thường thường mình trồng á, mồng tơi xanh. Cái nói ăn cái mồng tơi này nó tốt hơn mồng tơi mình á. Có màu rồi đó. Cho chiếc xe kia qua. Nó biết cánh xe chở đó. Ngay chỗ này dọng mới qua được mà chở xe qua. Rồi xe kia né vô rồi. Rồi nó cũng đi chung á. Ta mới giật cương, ta giật cương rồi đi. Giật cương, giật cương. Ta giật cương mới đi chứ không giật ra đi. Cũng có điều điều kiện. Ta có dần, ta có ấy thôi đi đi hoài hay sao chú. Cũng có thắng như xe rồi ha. Wow.
bên này cũng vô chỗ đó đó chưa ta? Quá thú vị luôn, xe ngựa. Đó. Miền Tây. Về miền Tây đi xe ngựa. Anh chị ở đâu? Dạ ở Vĩnh Long. Vĩnh Long cũng gần đây. Cũng dạ, cũng 32 cây. Chạy thân mình hả? Mình là thành phố luôn à. Dạ. Đâm ở phường mấy? Dạ ở phường 5. Dạ. Cần Đức nữa hả? Dạ đúng rồi, còn Đức xuống 1 km. Có gì phải sao hả? Nó nằm ở đoạn giữa anh. Giữa hả? Dạ. Ngay công ty dược á. Ừ, mít trái thầm thầm luôn. Wow. Ta trồng mít vậy mới trồng chứ trên mình trồng. Trời ơi, nguyên một trùm ở dưới đất luôn kìa, nguyên trùm mít luôn. Mà mít trên mình sao? Không, mà tới chừng có chín ăn không được nữa chứ. Công nhận mít đỏ ăn ngon hơn chứ mít kia không ngon. Mít dừa đỏ ngon ghê. Nó ngọt quá. Chị anh bán hoài, chị không có mua, chị không biết ăn có ngon không chị. Mít đỏ ngon nhất. Vô vô vườn gì thấy mâm trái cây cái muốn hết ăn cơm luôn. Vậy đã vậy tụi tôi sáng còn ghé ăn hủ tiếu. Dạ. Rồi mới vô đây mà. Dạ. Trái cây rồi là nó to luôn rồi. Thấy mâm nó thấy hết hồn. Rồi ra ra trái cây nữa biết ăn nổi không? Rồi đi với chồng mình chơi thì biết. Người này thứ bảy thứ tháng Vĩnh Long mình có nhà. Vĩnh Long có vườn. Dạ nhiều lắm. Dạ bên Cù Lao An Bình đó chị. Dạ. Tại em thích đi xa xa xíu. Ở bên kia qua ăn bờ xong rồi tới. Dạ qua phà. Đúng rồi, ai chạy xe đợi mình hay không? Mình xe này leo cổng không hả? Bởi Vĩnh Long cũng có vườn trái cây mà. Dạ. Bên Cù Lao An Bình nhiều lắm. Của huyện Long Hồ. Lâu lâu đi hoài chứ xa trải nghiệm rồi chứ. Dạ. Đi cho biết. Lần đầu tiên ha. Lần đầu tiên được đi. Sao? Thấy vui không? Thấy vui không con? Đi lần đầu tiên. Vui không? Vui đi. Vui không? Đi con thấy không vui ông đi. Chiều nay về phe cha nha. Nay được đi. Được đi xe ngựa nha. Được đi xe ngựa. YouTube tên gì? Dạ Mr. Đàm Vlog. Mr. Đàm Vlog hình như là thấy có quen. À có quen à. Dạ. Em đi quay du lịch sinh thái không ạ? Dạ tại thích mấy cái hình như là lên sinh thái là có. Dạ dạ. Mấy cái clip lên á. Dạ dạ. Vô tiếng à. Dạ. Đi vui hơn. Dạ thích đi vườn. Dạ. Vui không? Nay đi vui ta đi lên vườn trải nghiệm rồi. Chưa chưa. Được cỡ xe ngựa rồi ha. À. Nào giờ mới biết đó phải không? Nhỏ tới đó đi. Không có đi mà nó mới có 1 tuổi hả? Nó chưa nhớ ha. Vô vườn này mà lúc đó còn nhỏ xíu ha, giờ lớn rồi. Ừ. Dễ cưng quá. Khó đi đường này nó gần xuống đây chút xíu. Nói chung là đi có 2 tiếng rưỡi à. Dạ qua cầu Gạch Miễu á chị ha. Mỹ Tho qua. Gia đình mình ở quận mấy anh Phố? Quận Nhà Bè. Nhà Bè ha. Dạ. Nhà Bè thì đi ra Cần Giờ gần. Ừ. Bên đó đi xe xuống Cần Giờ nó gần. Dạ. Ở Cần Giờ giờ cũng đẹp lắm. Đẹp ha. Anh chị có quẳng đi trải nghiệm ở dưới á. Tại dạ. Nghe nhỏ con gái nó nói là cái đường dạ, xuống Cần Giờ á nó trồng hai bên là cây phượng. Phượng ha. Hai bên cây phượng còn chính giữa là bông giấy. Dạ. Nó nói hả phượng bây giờ nó đang chỗ mùa hè đó. Ngày hè ha. Nguyên một con đường đó hả phượng nó chỗ đỏ hết nguyên con đường luôn, đẹp cực kỳ. Dạ. Phượng là đẹp rồi. Bữa trồng phượng không, ở đường đó nó trồng phượng không. Bữa sáu bữa có cái clip gì đâu với tỉnh ta tỉnh gì là cây phượng mà đó ba trồng là xong ra mùa về. Mà giờ người ta cái clip con tới lên lên nói là giờ là người ta trả mà không bán. Không bán ha. Đúng rồi, cũng quay trở lại cái nhà xe này nữa nè. Lấy xe khác chở mình đi. Lấy xe khác. Cái đó là phong thủy đó, ba nghèo à. Cái cây phượng ta đỏ mà nó chỗ bông vàng, nó mới lạ. Từ ở Nha Phà mà xuống đó là 40 cây mà toàn là phượng với bông giấy con mua đẹp quá trời luôn á. Bữa là đẹp do bữa mà nó chỗ đó giờ thôi. Từ rồi cho mập này xuống đó coi. Đó. Nhổng liền. Xuống hai người nhổng bên luôn nè. Nhổng liền. Rồi trải nghiệm xong xe ngựa rồi.
chuẩn bị từ từ chị ơi. Rồi đây. Rồi vô. Rồi trải nghiệm xong xe ngựa rồi, chuẩn bị vô khám phá vườn trái cây nha các bạn. Đây, trung tâm dịch vụ này. Đây trải nghiệm vườn chôm chôm. Ô trái quá trời luôn rồi. Hơi cao ha. Rồi ok. Cô máu luôn ha. Chôm này giống gì ha em? Đây là chôm thường. Thường ha, chứ không phải Thái ha. Có con này chỉ nhìn chơi thôi ha. Wow. Trái nhiều quá mà nó hơi cao. Wow. Mẹ. Ồ, mấy cây này cổ thụ không? Quá trời. Quá trời gốc luôn. Còn mà gia đình muốn tự trải nghiệm thì có cây cho gia đình vẽ luôn nha. Còn cho chôm Thái con để đằng kia, gia đình cứ lấy ăn thoải mái. Đúng rồi, để chôm ăn hết, chôm mới tính. Ok, không có sao hết. Bữa nãy chị chủ chỉ nói là có vườn chôm chôm lụn. Dạ, chôm chôm này nó muốn trái hoàng hoại trên cao không ạ? Cao quá. Này, phải hái bằng sao không? Đây, thử cho thử chùm coi. Dạ rồi gia đình cứ ăn à, bẻ tự bẻ cũng được, tự trải nghiệm. Còn gia đình muốn con bẻ thì con bẻ cho tụi chứ. Chứ họ hái giá cũng trên cao không à. Con chùm thái thì con để đẳng gia đình cứ ăn thoải mái. Đâu rồi? Đây đây này hiếu rồi cái này nè. Mày đứng bên đây tôi kìa, lại cái chôm chôm sát nách kìa, hái kìa đó là chôm chôm nguyên cái cây đó sát nách kìa đó. Người ta đã ghi bản không được qua. Ủa vậy hả? Có đồng đâu biết. Có bạn. Có đồng đâu biết. Trời ơi cây này với cây này nè. Đỏ luôn. Đỏ hả Trương? Chùm này cũng đỏ tươi luôn mà chắc không được ngọt rồi. Nè. Chùm này cũng đẹp quá nè. Wow, cây này đỏ luôn, hết thấy lá luôn rồi. Quá trời. Rồi bây giờ đã gần 11 giờ rồi các bạn.
tất cả các du khách đã trải nghiệm xong các vườn trái cây thì quay trở lại đây, tập trung quay trở lại đây để thưởng thức những món ăn tại khu du lịch này nha các bạn. Trong cái gói combo ăn trưa ở đây luôn nha các bạn. Đây là khu sầu riêng nha. Quá trời hấp dẫn luôn. Wow. Cái này giống gì hả em? Trung Quốc rồi. À. Không phải sầu riêng vậy? Ghi sáo không? Ghi sáo là sao đó? Sáo là loại này. Ngon hơn. Wow, vàng tươi luôn. Nó khô cơm, nó vàng. Cái này với cái kia phim nào quay phim, quay phim. Rồi ngày mai có con trên YouTube luôn. Cái gì Mr. Đàm Vlog nha. Cái gì? Mr. Đàm. Quay con lên, quay con lên. Ta đang quay múa sầu riêng hấp dẫn không mà. Nó chơi. Không mà thiệt, con thiệt. Mr. Đàm. Lên liền ha. Rồi đăng ký luôn ha. Ủng hộ luôn. Ồ. Anh có quen biết gì với Đàm Vĩnh Hưng không? Chị Mội được lên YouTube rồi. Chị Mội được dính về lắm á. Quay YouTube á. Mai mình nổi tiếng rồi. Nổi tiếng luôn ha. Được lên TV luôn ha. Đúng à. Đúng rồi vậy. Đăng ký liền rồi. Mr. Đàm đúng không? Rồi khoảng 2-3 hôm gì có nha. Mr. Đàm rồi. Có luôn. Vậy đăng ký à. Đó. Thưởng thức sầu riêng. Sầu riêng miền Tây. Tại khu du lịch sinh thái Bảo Thạch ha, của Châu Thành Bến Tre. Bến Tre. Đây là thuộc xã Tân Phú. Cái này sầu riêng này là loại đại nhất mà muối ngon nhất. Đặc biệt hả? Quá đặc biệt. Đầy muối. Này nó vừa chính là mình ăn đặc biệt. Cuốn có này không? Cuốn luôn đi. Cuốn hết luôn. Cuốn để làm gì? Cuốn đi. Ôi trời. Trời ơi, em về nữa. Ủa mua mà có đem về với mày. Ăn đây nè. Không phải bảo đảm lát hết là khỏi đem về. Cái quầy ăn này được thiết kế giống như một cái chiếc thuyền rồi các bạn. Cũng khá là đẹp. Đó. Dạ. Dạ vui. Hôm nay đông khách quá. Đây, phía bên này cũng có một cái khu trò chơi đu quay cho trẻ em nè. Đó. Thì tất cả các du khách có con em rồi đây tham quan. Rồi, hello, vui không? Vui. Đó, vui ha. Rồi, quay vòng tròn. Rồi, ok. Lên TV luôn. Rồi quay đi. Ừ. Quay đi. Wow. Đúng rồi, quá vui. Ơi, mạnh lên. Ao. Mạnh quá. Đẩy hết rồi. Xin chào. Xin chào anh chàng đẹp trai. Ồ, mạnh quá vậy ta. Là cái nào đi chú, Mr. Đàm đi. Nó có cái hình logo cái màu vàng á. Ủa mà Mr. Đàm đi sao? MSR. Dạ, con ở đâu? Dạ, con ở Cần Giuộc. Cần Giuộc hả? Ở Sài Gòn luôn? Dạ, ở Long An. Long An, à. Gần Sài Gòn. À, biết rồi, Cần Giuộc. À, xuống đây cho hồi sáng giờ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, quá tay luôn rồi. Wow, quá trời vui. Rồi, nhớ đăng ký kênh nha, Mr. Đàm Vlog nha. Sao? Cần gì? Rồi cảm ơn mấy em nha. Rồi chúc đi chơi vui vẻ. Ok. Bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi các bạn, nhưng mà tất cả các khu vực bên đây full bàn hết các bạn ơi, rất là đông luôn, rất nhiều gia đình và du khách gần xa nè, như các em hồi nãy mới vừa chia sẻ từ Cần Giuộc Long An cũng xuống đây để tham quan và trải nghiệm nha các bạn. Quá đông vui luôn các bạn.
Đây là buổi trưa của mình nha các bạn. Trong cái gói combo 200 ngàn, được quán đãi cháo gà nè, với gỏi ốc. Khá là gỏi ốc. Gỏi ốc này là tặng thêm nha, tại vì mình cũng có kênh YouTube đó để giới thiệu quán, cho nên quán đãi mình thêm một số món nè. Còn cái phần này là cháo gà nè, đây là thịt gà nè các bạn, gói trong dĩa. Và tặng mình thêm một cái bánh xèo nữa nha các bạn. Đó. Gà thả vườn ha, nước mắm rồi. Muối ớt chanh rồi nè, đó. Dĩa rau cũng khá là hấp dẫn ha. Mâm trái cây. Đó. Quả sầu riêng này được chị Hạnh chủ vườn cũng tặng riêng cho mình nha các bạn. Để chút xíu ăn cháo xong rồi mình sẽ khui ra mình ăn trái sầu riêng và trái thơm này luôn. Sầu riêng này trên ký luôn đó các bạn ơi. Đó. Ăn bánh xèo trước nha các bạn. Mà các bạn ăn trưa cùng với mình nè. Đây, cái bánh xèo được chị chú quán tặng nè. Đó. Bánh xèo xong rồi ăn cháo gà có gỏi ốc nữa nè. Đây. Giữa gỏi ốc này là khá là hấp dẫn nha các bạn. Ai mà biết uống bia rồi thì rượu rồi luôn. Quá là ok luôn nè. Đó. Bánh xèo và nước mắm ha. Nóng hổi luôn ha. Đây nhân tét nè. Đó. Giờ nào? Ngon các bạn ơi. Bột béo quá ha. Trời nhân tép. Thịt gà nè các bạn. Ngon. Nạc không các bạn ơi? Mm-hmm.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong thì mình được chị Hạnh chủ vườn giới thiệu một số không gian về khu vườn này. Nho thân gỗ. Nho thân gỗ hả chị Hạnh ha? Dạ. Mình ăn bình thường, nếu mà dư quá mình ăn rượu uống. Cái rồi bỏ nó chín xe. Mới ban đầu là màu hồng, sau đó trở thành màu đen như cái sắn vậy. À. Mới ban đầu chín màu hồng, cái này là sắp sửa 3 ngày nữa là nó đổ màu. À, vậy là già đó hả chị Hạnh? Già rồi, cái này là cây nho thân gỗ. Dạ. Vườn mình là nhưng mà sẵn thân gỗ rất là nhiều. Cái giống này nhập hay là ở đây mình có chị? Lạ, hồi lúc trước đó, em thấy cũng lạ đó. Nhập nguyên một cái container luôn. Container luôn? Dạ, nguyên container. Dạ. Yeah. Là sản xuất từ nước ngoài. Từ nước ngoài ha? Mỹ. À. Tạm nhập nguyên container luôn. Dạ. Yeah. Nó chỉ rời thôi chứ đâu có chùm nhiều. Nho thân gỗ là coi như nho thân gỗ hết vườn luôn á. Dạ. Coi như là nó có tái quanh năm luôn, nếu mà ai đi bảo thạch là nho thân gỗ có tái quanh năm luôn nha. Đúng rồi, độc lạ thiệt. Xuyên suốt luôn. Quá độc lạ luôn. Cái này là em nhập từ bên Mỹ về, lúc đầu em cũng chăm sóc cũng rất là khổ lắm. Cực lắm hả chị ha? Dạ, cái cây này là theo như độ tuổi của nó là lúc mà em nhập về là 5 năm, cái này độ tuổi nó là bữa nay được 8 năm rồi. 8 năm rồi đó mà nó có xíu vậy? Dạ, cái wow. Nó gỗ nó lâu lớn nữa. Dạ, dạ. 8 năm rồi mới được như đây dạ. Mà nhập một công cơ luôn chứ mua ít là nó không bán đó. Dạ, quá là đặc biệt luôn ha. Dạ. Dạ. À, bên đây nữa nè. Bên đây là coi như là hết vườn luôn. Hết vườn luôn. Coi như là nho thân gỗ là có xuyên suốt luôn á. Dạ. Dạ, anh theo em ra. Quá độc. Một loại cây là chỉ vườn sinh thái bảo thạch mới có thôi nha các bạn. Nho thân gỗ. Đây chị Hạnh chủ cũng giới thiệu một số trái cây của vườn bảo thạch. Bưởi da xanh của nhà mình nha. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh chỉ là đứng dậy là sạch lên là được nè. Dạ. Bưởi da xanh. Da xanh. Rồi để anh đi qua đây. Trái thấp không ha, nhìn. Dạ, bưởi da xanh. Anh qua đây cây mình thụt rồi. Đây trồng đủ loại hết đó chị Hạnh ha. Dạ đủ loại. Rồi cây vú sữa cũng to quá chừng luôn. Dạ, có vú sữa nữa. À. Cái này là cây măng cục nè. Măng cục ha. Nhà quý khách mà dưng nếu điều kiện măng cục hết thì tái nó giống tái trong lá nè, cái tái nè. Dạ. Cái tái này là chuẩn bị làm rỗi măng cục này nghe các bạn. À. Tái măng cục khó thấy lắm nha các bạn. Tất cả nó giấu ở trong thân đó. Nè quá trời măng cục luôn nè. Cái này em nghe nói là làm rỗi ăn cũng ngon lắm á. Dạ, vườn em mì tòng mãi thứ đủ hết, mày mốt cái táo thương chút ha, kia muốn ngoài vườn đó. Tại tiếp tục cái cây nè, coi như là nguyên một cái nhà thân gỗ luôn. Nhà thân gỗ này nè, đẹp lắm nè. À, cái cây này hơi nhỏ ha. Dạ, dạ. Này chắc cũng 2-3 năm rồi. Mình trồng trên cây xuống chứ mình không có trồng dưới đất sao chị? Dạ, tại vì hồi lúc em mua mắt em dưỡng. Ờ. Mình để trên chậu mình chưa? À, chưa. Bây giờ nhà thân gỗ đã chín. Chín rồi ha, chín rồi ha. Ồ. Rồi cho một cây gần đây. Đó, nho thân gỗ đã chín rồi nè nghe. Nho thân gỗ. Nè. Quá độc luôn. Nó chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Có được tháng không? Dạ, được tháng chị. Luôn ha. Dạ. Rồi cái trái dưới nhỏ là chị. Ờ, đây. Cây si rô. Cây si rô như cái trái nó cũng đổi màu phải không chị? Dạ, cây si rô. À, em thấy, em thấy. Em nghe điện thoại. Dạ. Ngồi cái xích quay luôn. Dạ. Nó đổi màu ba màu. À, đây đây. Đây chị ngồi xuống cái đó dạ. Lúc còn non già chín nè, đó. Em ngồi ngay giữa rồi không? Nâng nâng mấy trái lên. À, đây là cây siro. Nâng lên. Đó, đó. Nhìn đây. Đó. Ok, cây siro tại vườn trái cây bảo thạch nha các bạn. À, trái xe quả luôn, wow. Rồi, ok. Trồng rất nhiều cây trái luôn các bạn ơi. Video tham quan giờ chia sẻ một vườn trái cây, một khu du lịch sinh thái bảo thạch tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mình cũng xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video này, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.